Kính thưa quý vị khán thính giả của đài SBTN, tôi là bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân của Viện Bảo tàng Lịch sử Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày hôm nay một lần nữa xin thân chào quý vị khán giả. Hôm nay để tiếp tục cái chương trình Quân sử Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi rất là hân hạnh được nói chuyện với hai niên trưởng Trung Tử Ngọc và Lê Tinh Anh về đề tài nha kỹ thuật của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin hai vị niên trưởng gửi lời chào quý vị khán thính giả và hậu duệ. Tôi Trung Tử Ngọc xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Tôi Lê Tinh Anh kính chào quý vị khán thính giả của đài SBTN và chào bác sĩ Quân. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn hai vị niên trưởng đã đến với chương trình của Viện Bảo tàng. Dạ thưa, để bắt đầu chương trình đó thì cháu có biết sơ qua về nha kỹ thuật là hồi xưa là dưới sự chỉ huy của đại tá Lê Quang Trung. Thời Tổng thống Ngô Đình Diệm thì dưới lực lượng đặc biệt, nhưng sau khi đảo chính của Tổng thống Ngô Đình Diệm thì được chia ra bị cách dù và nha kỹ thuật. Thì theo nha kỹ thuật thì cho biết có nhiều cái cơ sở như là sở liên lạc, rồi sở Bắc, rồi có duyên hải, rồi không yểm, rồi về chiến tranh chính trị, nhiều cái sở khác nhau. Thì xin hai chú có thể cho biết qua về cái cách tổ chức của nha kỹ thuật và cái sự huấn luyện của nha kỹ thuật như thế nào. Dạ thưa bác sĩ, cái nha kỹ thuật đó là trước đó, đó là tiền thân của nha kỹ thuật đó. Đầu tiên đó là thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, khi mà quân đội Pháp bàn giao cho Tổng thống Diệm một số sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ. Thì trong cái thời gian đó thì chính phủ Ngô Đình Diệm mới thành lập ra một cái cơ quan tình báo chiến lược và lấy tên là Tổng Nghiêm Huấn trực thuộc phủ tổng thống. Và lúc đó thì nó đặt dưới quyền của Bộ Quốc phòng. Rồi sau đó Tổng Nghiêm Huấn mới giải tán. Nhưng mà trước khi giải tán thì có thành lập được ba sở. Thì trong đó có sở liên lạc, sở liên lạc, sở bảo vệ và sở công tác. Thì sở liên lạc thì còn gọi là sở 32, có trách nhiệm là thu thập tin tức và của trong hàng ngũ địch, cũng giống như là lôi kéo các thành phần ở trong hàng ngũ địch về với lại chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Sở bảo vệ là để thu thập những cái tin tức của sở liên lạc và cung cấp những cái phương tiện cho cái vấn đề mà để triệt hạ các cơ sở của cộng sản tại miền Nam. Và sở công tác thì có nhiệm vụ là bảo vệ, nhiệm vụ là thi hành các chuyến công tác đột nhập, phá hoại hoặc là đánh phá, đột kích các cơ sở của cộng sản ở trong miền Nam. Dạ vâng. Khi mà nói đột kích như vậy là theo tôi biết là có những cái toán đột kích ở ngoài Bắc, rồi sau này khi mà chiến tranh Ai Lao với Campuchia thì có những toán đột kích vào những nước Lào với Campuchia. Vậy cái mỗi cái toán như vậy họ dưới sự tổ chức nó khác nhau không phải sao? Tại vì cái ở bên này đó thì nó có nhiều cái thời điểm khác nhau, cho nên các tổ chức nó cũng có những cái nó khác nhau. Ví dụ như là cái thời kỳ của Tổng thống Diệm thì là chủ yếu đặc biệt đó là sau khi mà thành lập cái Tổng Nghiêm Huấn mà giải tán, rồi thành lập cái sở liên lạc trực thuộc Bộ Tổng thống phủ đó, thì lúc đó không còn trực thuộc vào Bộ Quốc phòng hay là Bộ Tổng tham mưu của quân lực nữa, mà trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Tổng thống và cố vấn Ngô Đình Du. Thì lúc đó đó là chuyên trách về, nó trở thành ra là tình báo chiến lược. Yeah. Thì cái thời kỳ đó là thời kỳ mà dưới sự điều động của phủ Tổng thống, thành ra khi mà có đảo chánh thì đó là lý do tại sao mà đại tá Lê Quang Trung bị giết, là tại vì lúc đó là cái lực lượng đặc biệt nó rất là họ rất trung thành với
Tổng thống Ngô Đình Diệm, thành ra các tướng lãnh phải e dè. Yeah. Cái lúc mà thành lập với sở liên lạc mà trực thuộc tổng thống, phụ tổng thống đó, thì lúc đó đó là trung tá Lê Quang Trung, Lê Quang Tung đó là làm chỉ huy của sở liên lạc trực thuộc tổng thống phủ, và từ đó nó mới chia ra nhiều cái phòng ở trong đó. Ví dụ như là phòng 45E, tức là cái phòng đó là chuyên về sở Bắc, là dùng để nghiên cứu tình hình quốc nội và quốc ngoại, luôn cả ngoài Bắc. Đó là phòng 45E. Rồi trong đó có những cái phòng khác nữa, nó lo cho những cái thành phần khác nhau. Và trung tá Lê Quang Tung lúc đó là giám đốc của sở liên lạc trực thuộc tổng thống phủ. Cho nên khi mà đảo chánh đó, năm 1963 đó, thì trung tá hồi đó đã trở thành đại tá rồi, đại tá Lê Quang Tung bị giết là vì ông không chấp nhận. Dạ. Dạ vâng. À, như vậy thì chú Ngọc có bổ túc thêm về cái tổ chức hay sự huấn luyện, như hồi xưa là khi mà một người mà muốn gia nhập sở nhà kỹ thuật đó thì phải huấn luyện như thế nào, bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, ở đâu? Vâng. Hồi đó thì cái lúc mà tôi về đơn vị, tức là tôi tình nguyện từ trường sĩ quan Thủ Đức, nhà kỹ thuật lúc đó tuyển người chỉ tuyển sĩ quan và hạ sĩ quan, không tuyển lính. Cho nên tất cả những cái khóa sĩ quan, hạ sĩ quan đều được nhà kỹ thuật vô tuyển. Cái tuyển mộ của nhà kỹ thuật cũng rất là khó chứ không phải là dễ. Số người tình nguyện thì rất là đông. Tôi không biết lý do tại sao, nhưng mà riêng tôi thì thích cái mạo hiểm, thích phiêu lưu. Mặc dù mình biết là nó cũng chẳng có cái gì sung sướng đó. Chỉ có đi thì dễ chết, cũng bị bạn bè hù, cũng đủ thứ hết, nhưng mà mình cũng ok. Cái lương bổng thì sao? Lương bổng chắc phải cao hơn những binh chủng thường chứ, nếu mà đi lúc sau này thì lương bổng nó cũng như những binh chủng khác, chỉ có thêm cái tiền nguy hiểm ở thí dụ ở vùng 1, ở vùng 2 gì đó thì được thêm cái phần đó. Còn cũng cái lương chuẩn quý thì nó cũng như những binh chủng khác thôi. Nó không mình vô tại vì mình muốn đi mạo hiểm thôi, chứ lương nó không có hơn gì mấy binh chủng kia. Dạ vâng. Dạ vâng. À, như vậy thì không biết chú Anh có... Tại vì cái nhà kỹ thuật này đó, tôi xin bổ túc là nhà kỹ thuật này đó, là sau khi mà được chính thức thành lập là năm 69 là trở thành nhà kỹ thuật. Thì ở trong nhà kỹ thuật nó có tất cả các sở, như là sở liên lạc, sở công tác, sở phòng ngoại duyên hải, sở không yểm và sở tâm lý chiến. Thì có ba sở mà về chiến đấu đó, mà để mà các toán đi công tác đó, thì có sở liên lạc, sở phòng vệ duyên hải và sở công tác. Sở công tác là cái sở mà thành lập sau cùng để thay thế sở Bắc lúc trước. Và sở công tác đó, nói chung thì bây giờ mình nói từ các sở, thì sở liên lạc trước tiên. Sở liên lạc thì sau này đó là nó chia ra thành ba đoàn liên lạc, gọi là đoàn một xung kích. Chuyến đoàn một xung kích thì đóng ở ngoài Đà Nẵng, chuyến đoàn hai xung kích thì đóng ở Kon Tum, và chuyến đoàn ba xung kích thì đóng ở Buôn Ma Thuột. Thì mỗi chiến đoàn như vậy đó, người ta họ nhận những cái vùng hoạt động. Ví dụ như là chuyến đoàn một thì hoạt động ở vùng biên giới Lào Việt, và cái phạm vi hoạt động nằm ở trong quân khu 1. Rồi chuyến đoàn 2 thì cũng là biên giới Lào Việt, nhưng mà đều có thêm vùng Tam Biên, Việt Miên Lào,
và cái vùng lãnh thổ của quân đoàn 2. Trung đoàn 3 thì có chịu trách nhiệm của Việt Miên, biên giới Việt Miên và cái trách nhiệm lãnh thổ của quân đoàn 3. Mỗi đoàn liên lạc thì có 10 toán thám sát, và là đại đội thám sát thì có 10 toán thám sát, 3 đại đội xung kích và một trung đội an ninh để lo canh gác. Còn sở liên lạc thì còn sở phòng vệ duyên hải thì người ta có hai đơn vị chính, trong đó là biệt hải và hải tuần. Biệt hải là các toán đi xâm nhập vào trong miền Bắc bằng đường thủy, và các toán đó thì người ta họ đi ngắn ngày chứ không có đi dài ngày. Thường thường của những cái toán biệt hải đi công tác thì khoảng chừng 2 ngày là 48 tiếng đồng hồ người ta họ trở ra. Thì hải tuần là các sĩ quan và hạ sĩ quan cũng như là thủy thủ của bên Bộ Tư lệnh Hải quân biệt phái qua để mà sử dụng các cái chuyên tốc đỉnh mà loại nhanh của Mỹ người ta họ giao cho để mà sử dụng cái đó. Nhiệm vụ của hải tuần là đi thả toán xâm nhập vào miền Bắc và đón toán. Ngoài ra cũng có thêm những cái nhiệm vụ như là bắt các tàu bè rồi đó. Cảm ơn chú. Chúng tôi xin tạm ngừng ở đây để theo dõi những tiết mục quảng cáo, và chúng tôi sẽ quay trở lại trong vài phút. Kính thưa quý vị khán giả của đài SBTN, chúng tôi xin tiếp tục chương trình với cuộc phỏng vấn phá hai niên trưởng của nhà kỹ thuật của quân lực Việt Nam Cộng Hòa về đề tài những sở liên lạc và những tổ chức của nhà kỹ thuật thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Thì thưa niên trưởng, chúng ta đang nói chuyện về cái cách tổ chức của những sở như sở liên lạc, sở rồi duyên hải, thì chúng ta xin có thể bổ túc thêm về những cái hoạt động của những tổ chức như duyên hải, sở công tác. Công tác vâng. Sở phòng vệ duyên hải thì trong đó tôi vừa mới trình bày về cái hải tuần đó. Thì cũng có những cái như là người ta họ bắt những cái ngư dân của miền Bắc để đem về để mà thu thập tin tức. Rồi cũng có thể là mình làm những cái công tác về tâm lý chiến để mà có thể tả người ta về ra ngoài Bắc, người ta có thể làm cho mình những cái giống như là tình cảm tình duyên. Có phải là chiêu hồi không, hay là cũng chưa phải chiêu hồi. Rồi tới sở không yểm thì chuyên về các yểm trợ của bên Bộ Tư lệnh Không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa biệt phái qua để mà yểm trợ cho vấn đề bay không thám, rồi yểm trợ chở các toán xâm nhập bằng đường không. Thường đi một toán là bao nhiêu người ạ? Một toán thì thường sau này là 6 người. 6 người. Tùy theo cái đoàn họ quy định, từ 4 người cho tới 6 người. Có đoàn thì đi có 4 người một toán. Nhưng mà cái đoàn của tôi thì 6 người một toán. Trong đó có một toán trưởng, một toán phó, và 4 người kia là tất cả đều là chuyên viên về cứu thương, truyền tin, xâm nhập hả? Không, tình báo phá hoại vũ khí. Những người đặt mìn này nọ đó. Thì thường thường như vậy là đột nhập thì thường thường đi trực thăng hay là thả dù, hay là nếu mà không phải là duyên hải, không là duyên hải thì đi tàu, nhưng mà thường thường đột nhập thì cháu nghĩ là chắc đi trực thăng thả xuống hay là nhảy dù bằng đêm hay gì. Trước đó thì thí dụ đi ngoài Bắc thì thả bằng máy bay C-47. Nhưng mà sau này khi mà chấm dứt cái chương trình ra ngoài Bắc thì ở phía trong Nam thả bằng phần lớn là thả bằng trực thăng. Và do phi đoàn 219 thực hiện nhiều nhất, cũng có những trường hợp phải đi
đi bộ nhưng mà rất ít. Ví dụ những cái vùng do phân khu họ yêu cầu á, có thể mình đi bộ, như là những cái căn mật khu của nó ở gần thì mình đi bộ vô cũng được. Hoặc là đi xe, nó đi bộ có nghĩa là đi bằng xe chứ không xe. Xe, đi xe, dạ vâng. Yeah. Chứ cũng xa lắm, chứ không phải gần. Yeah. Khi mà đột nhập như vậy đó thì mình ăn mặc như thế nào? Mình có mặc đồ giống như bộ đội không? Hay là mình mang súng như thế nào để trà trộn vào họ? Nếu mà mình mặc đồ mà đội mũ đỏ như vậy. Thật ra thì mình sau này mình ít có trà trộn. Mình chỉ mặc cái đồ nó cũng gần giống thôi. Yeah. Cái màu nó hơi khác, cái vải nó hơi khác, nhưng mà không phải là đồ bà ba. Yeah. như là hồi trước thì mình chỉ tránh trường hợp ngộ nhận, để tránh những trường hợp mà va chạm với họ đó. Thì cái người đầu tiên sẽ là mang AK. Yeah. Họ thấy là họ ngỡ ngàng liền, họ không biết là phe ta hay là phe địch. Yeah. Mình phản ứng trước, lúc nào mình cũng phải phản ứng trước. Yeah. Chứ mình không thể nào mà mình để cho họ phát giác ra mình rồi mình mới phản ứng thì cái chuyện đó trễ lắm. Yeah. Trang bị thì rất là nặng, như là mỗi lần đi 10 ngày thì cái trang bị phải là 10 ngày lương thực cộng súng đạn, mìn, lựu đạn, nước. Cần nhất là vấn đề nước. Mỗi người ít nhất cũng phải là 7-8 đồng nước, bi đồng nước chung quanh người thì nó nặng nề lắm. Yeah. Mà khi mà đã hoàn thành cái công tác rồi mà khi mà muốn bốc đi đó thì thường thường là gọi trực thăng bốc đi hay là mình phải đi bộ ngược lại về. Mình có cái điểm hẹn. Yeah. Ví dụ khi thả thì thả ở một điểm, khi về có thể ở điểm khác chứ không phải là điểm cũ. Và mình liên lạc với trực thăng ở đài tiếp vận. Từ đài tiếp vận họ báo về thì lúc đó trực thăng lúc nào nó cũng túc trực ở sân của đơn vị hết, trong thời gian mình đi hành quân. Yeah. Lúc nào nó cũng túc trực. Yeah. Hãy có trường hợp khẩn cấp là bốc liền. Yeah. Đúng không? Còn cái sợ mà cháu chưa nói tới là cái sợ về công tác đó. Không chờ chiêu không phải tâm lý chiến thì cái sợ tâm lý chiến là sao? Sợ tâm lý chiến đó là nó là một cái sở chuyên về tuyên truyền, gọi là tuyên truyền xám như là Đài Tiếng Nói Tự Do, rồi tuyên truyền đen là Đài Gương Thiên Ái Quốc, và trong đó có một cái phần hành nữa là người ta họ in truyền đơn rồi làm giấy tờ giả, in tiền giả, rồi gói những cái gói quà gọi là quà tâm lý đó, tâm lý chiến, để mà một là thả ra ngoài Bắc theo cái một là mình thả bằng máy bay, hai là mình thả bằng các tàu người ta họ thả ở biển là nó sẽ trôi vào trong đất liền. Thì những cái gói đó thì gồm có như là áo, quần, mền, rồi mùng, rồi lưới đánh cá, rồi cước, lưới câu, radio, và có một số thuốc men nữa để mà cho dân miền Bắc người ta họ lượm được cái đó, rồi họ có thể họ lén họ nghe được đài radio. À, tại vì những cái đài phát thanh mà của bên sở tâm lý chiến đó là nó bao vùng luôn cả ngoài Bắc. Yeah. Tất cả chỗ nào cũng có thể mở đài radio đó nghe được hết. Yeah. Đúng, đó là chiến tranh tâm lý, là mình muốn cho ngoài Bắc họ nghe tin tức Việt Nam, cho biết miền Nam tự do như thế nào, rồi có thể mình kêu gọi chiêu hồi một số nào mà cán bộ miền Bắc về phía phía ta đó. Dạ vâng. Thì không biết có ai liên trưởng còn cái kỷ niệm nào nó nhắn qua, có bao giờ bị thương một cái
Kỷ niệm thì rất là nhiều. Từ lúc bắt đầu về đơn vị cho tới ngày cuối cùng thì nó có nhiều kỷ niệm lắm. Nếu mà kể thì chắc không không hết. Đúng rồi. Vâng. Nhưng mà những cái đáng nhớ nhất là khi mà về đơn vị, khi mà tình nguyện về đơn vị, cái người đại đội trưởng của trường Bộ binh Thủ Đức ở trong cái đại đội đó, họ chia tay mà họ khóc, nói mấy anh, tôi không thể tưởng tượng được mấy anh lì quá, gan độ, đến độ mà chỉ biết chết mà không sợ. Rồi khi ra tới đơn vị, tôi thấy không có cái gì gọi là sung sướng. Đi, mỗi lần đi, trù nhau chết. Mọi chuyện nó giống như bình thường. Mà mình cũng cảm thấy cũng lắm, bình thường thiệt. Thì như cái nhiệm vụ mình như vậy. Mình đã chấp nhận. Mình lọt vô cái binh chủng đó là mình cũng hãnh diện lắm rồi. Mình chấp nhận, cho nên những cái đó không đáng sợ. Đó cũng là những cái kỷ niệm nhỏ nhỏ thôi. Còn những cái trận đánh hoặc là mất người, chết, rồi tự tử, có nhiều lắm, nhưng mà mình không có thời giờ để... Cháu cũng có nghe qua những câu chuyện là trước khi tiễn đưa đi một toán, đi một công tác, mà cũng giống như là không biết họ có quay trở lại không nữa. Đi thì nắm chắc phần chết, chứ còn mình không có nghĩ tới ngày về. Nhưng mà mình vẫn đi. Tại vì ở trong này tôi bổ túc cho phần của anh Ngọc, đó là trù nhau, nó thực sự ra nó không phải là cái chuyện trù thiệt, nhưng mà đều nói giỡn với nhau. Nó ví dụ như là tôi sửa soạn tôi đi công tác, thì anh Ngọc nó tới anh ghẹo tôi, anh mới nói tôi là ê mày, con bồ mày để con ở đâu đó, bằng giao cho tao để tao take care. Nó đại khái như vậy. Nhiều khi mình chù để mình chỉ có giỡn với nhau mà thôi, nhưng mà đều cái giỡn của bên anh em và bên nhà kỹ thuật đó, người ta họ nó thật sự nó trải lòng ra để mà nói, chứ thật sự là không có nghĩ rằng bạn mình mất. Nhưng mà đều có cách giỡn thôi. Nhưng mà rất là thương nhau. Giờ cái chuyện xảy ra chết là chuyện thường rồi, thành ra không phải là chù nhau. Nếu mà chưa đánh giặc thì chù nhau thiệt. Chứ có những người như cái nhân trưởng là vào lửa đỏ như vậy là thấy cái chết như gần quá rồi, thành ra nó coi thường rồi. Xin cảm ơn hai niên trưởng đã nói chuyện với quý vị khán giả SBTN và Hậu Duệ về đề tài rất là gây cấn, đó là nhà kỹ thuật. Và đây chúng tôi xin kết thúc chương trình, và chúng tôi xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của đài của Viện Bảo tàng. Và xin quý vị hãy tiếp tục đón coi những chương trình tiếp vào cách 2 tuần vào ngày thứ Sáu. Xin mời hai niên trưởng gửi lời chào quý vị khán giả. Xin kính chào quý vị khán giả. Xin hẹn vào dịp khác, bởi vì mình không nhiều thời giờ để mà nói chuyện về đời lính với lại nhà kỹ thuật. Dạ vâng. Xin kính chào quý vị khán thính giả đài SBTN. Chào bác sĩ Quân. Chúng tôi cũng hy vọng một cái thời gian tới có cơ hội để được tiếp chuyện với bác sĩ Quân cũng như là khán thính giả của đài SBTN. Dạ vâng, tôi hy vọng sẽ có những dịp mời các niên trưởng tới nói về những trận đánh mà đã tham dự. Và kính thưa quý vị, Viện Bảo tàng là một tổ chức bất vụ lợi, thành ra mọi đóng góp của quý vị có thể trừ thuế. Và một lần nữa, chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân xin kính chào tạm biệt quý vị.